Hát chưa? Dạ, chuẩn bị đi. Ồ, ủa rồi anh Khương đâu? Anh Khương có nhà không? Vậy hả? Ừ, chào không? Vẫn còn đi phát quà tiếp tục. Trời ơi, nè đây chỗ này nè. Ủa? Ủa đi hái gì vậy? Hái rau hả? Dạ. Ủa này hái xào chứ hái gì, hái gì có mấy con. Nè. Cho em hả? Cho em với mấy anh em nhà trọ nhậu nè. Trời ơi, thiệt quá. Mới mua dọc đường nè, 2 kg tôm thiệt. Thiệt quá, đang đói. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, ủa anh mang gì chứ? Không, anh có rồi, anh mua 2 kg rồi. Có hả? Rồi đây. Còn hôm nay phải mua bia nữa hát chứ anh. Đúng rồi, giờ mua bia được rồi đó. Thì bách hóa xanh cái cửa kia. Ủa anh đi đi gỡ quà em nữa hả? Rồi có, đi kiếm nhà trọ cho mấy đứa nó. Trai anh. Ừ, thì mấy đứa ở công ty nè, mấy đứa nó giờ nó làm mấy đứa bếp nút rồi nè. Mấy đứa nhà bếp nha biết rồi đó. Kiếm dưới Bình Chánh luôn hả? Thì Bình Chánh cho nó rẻ, có rẻ không? Bình Chánh nhiều giờ công nhân. Anh thấy khu em cũng nhiều nè, nhà có nhà trọ. Dạ. 2 kg tôm ruộng đó nha. Dạ, ngon. Tôm càng ruộng hơi bị ngon đó. Tôm xong đó luôn. Tôm xong luôn hả? Đang nhảy luôn. Không, chắc không, chắc nó còn nuôi anh ơi, giờ nó không có xong đâu. Thì đúng rồi, nuôi nó thả chung với ruộng á. Dạ. Tôi đói luôn rồi. Quá. Cái này luộc hấp dừa là ngon rồi. Ừ, hấp nước dừa là bá cháy luôn. Đó. Ngon quá bà con quá ơi. Cảm ơn anh. Còn sống luôn. Ủa, ập ập. Ôi. Dạ. Này giống tôm này nó thả rong mà sao thấy rong riêu nhiều nè. Nó thả trong ruộng luôn, nó thả dưới ruộng. Nên thả rong riêu nhiều nè. Nhưng mà vẫn nuôi mà thả dưới ruộng là ngon rồi hả? Dạ. Nó thả thăm canh đó. Nó chuẩn bị đi phát quà hả? Dạ, chuẩn bị đi phát, hái mấy rau vô luộc cơm đi phát quà. Ủa khu này cho thuê nhà trọ như vậy. Vô đen có dừa nè, chặt dừa luôn. Dạ. Chặt dừa về hấp nước dừa hả? Chặt dừa không, nãy em hên anh còn 2 trái sáng giờ em chặt cho nguyên sớm. Sáng giờ chặt nguyên sớm uống. Thôi. Giờ chặt nguyên sớm. Uống trái dừa mát không? Sáng giờ em ngồi chặt. Vô nhà ngồi. Dừa hái rồi thôi. Đây đi. Vô làm phiền gia đình nữa. Dạ. Nhà em đây nè. Có ông bà ngoài đâu? Nhà bà ngoại đây nè. Nhà này cái gì? Dạ. Ôi trời. Để em kêu bà xã em kìa. Chào anh. Thôi được rồi, ngồi đi. Gửi tên gửi tới gửi sẵn đi gửi luôn đi vòng tiếp tìm có chỗ nào ngon ở đây không? Có phòng dư kìa anh, thuê không? Phòng nào? Phòng anh nè. Phòng sao đủ? Phòng ngoại hả? Phòng em á hả? Phòng này nè. Đi. Phòng anh sao quá đi. Nhà anh tổ sao? Được không anh? Đấy không hút không? Uống gì mới đã. Uống gì mới đã. Nó đổ vô trong áo cả là coi đi. Để em nha. Trời ơi kiến nó cắn em. Ủa ngon quá ta. Cỡ này về hấp nước dừa, bỏ tôm vô hấp nước dừa hơi bị đã. Nói Khương chặt thêm. Cái này chắc lấy dưới quê lên chứ ở đây đâu có mà chặt. Chắc đâu phía sau hả? Có không? Không. Chắc là đâu. Hai mình xong kìa. Sao bị mớm uống không được? Này ai mớm uống không được. Mớm dừa không được. Dừa là sau nhà hả? Dạ. Bên sau cây. Có 2 cây hả anh? Có 2 cây á. Qua đây ngồi anh. Ngồi đây cho mát hả? Nè đây em còn cái phòng nè anh thôi không? Cái kho của em, kho lương của em nè. Đây giới thiệu anh luôn. Đó. Anh coi được không? Có toilet ở trong luôn. Phòng này sao ở đủ, mấy tụi nó nhiều đứa lắm. Thôi không review. Cái này kho lương đó. Thì ở chung đại đi, làm gác lên. Trời ơi trời. Bây giờ anh thuê bao nhiêu? Anh thuê phòng nhiêu? Phòng này là thường ngày là phải thuê thuê 1 tháng khoảng 7 triệu. Cái gì phòng dựng xíu mà 7 triệu nội. Kêu vậy ai thuê tháng thuê thôi. Phòng vậy thuê nó cắt cổ hàng chi. Vậy giờ anh muốn thuê nguyên nhà không? Ở đây có cái phòng vậy mà 7 triệu bà con coi chịu nổi không? Thôi mua luôn đi anh ơi, giờ mua đi gì thuê gì? Có bán giờ, không? Có gần đây ba bán nhiều lắm giờ. Giờ dịch bà con khó khăn lắm. Giờ người ta bán nhà nhiều lắm. Ở đâu? Ta kêu em giới thiệu quá trời luôn. Phải không? Dạ. Bây giờ chỉ cần cọc nhẹ nhẹ là người ta để lại cho mình liền, rồi mình khi nào mình coi. Vậy hả? Dạ. Rồi bán cẩn nhiêu cả. Nhưng mà ở đây mà không có giấy tờ nha. Ví dụ là giấy tay á, rẻ lắm. Dạ, mua giấy tờ. thì rẻ lắm, thí dụ mua anh làm giấy tờ lên trọ đúng không? Dạ. Căn không tới 1 tỷ nữa. Không tới 1 tỷ nữa, mà khoảng
Hơn trăm mét không? Trăm hơn, cứ bự như nhà ba mẹ em vậy, y vậy luôn á. Là khoảng 1 tỷ. Dạ. Không giấy tờ. Không giấy tờ luôn. Bất hóa xanh bao nhiêu kìa. Bựng bất hóa xanh đi. Giờ cọc có rẻ, cọc tầm 20 triệu là nó kẹt quá rồi. Cọc 20 triệu. Cọc 20 triệu là cho cái thằng ở gần đây không? Ở gần đây không? Gần anh, gần gần đây là nhiều lắm. Gần. Gần đây luôn nè. Phía trong này luôn hả? Dạ, trong này luôn. Nó như vậy nè. Nhiều lắm, kêu em bán em nhiều lắm. Như nhà này có không? Nhà không? Ở nhà của ông bà già. Nhà bà già em nè. Có bán luôn không? Mua được em bán luôn. Ủa năm ngoái em gọi bán rồi mà, nghe nói năm ngoái em bán rồi mà. Bán mà chưa được giá. Chưa ai mua hả? Chưa ai mua chứ không được giá. Chưa dạ. Kêu rồi đó. Hôm bữa là đăng lên cái người ta gọi ổng quá trời luôn thiệt chứ bộ. Dạ. Yeah. Dạ người ta gọi gửi cái ổng rồi. Em chửi. Kêu ổng tắt máy luôn, chửi em quá trời. Kêu bán về giùm mà dịch đặt dịch không ngồi khổ. Kêu bán nhà ông về vợ. Thiệt có 20 triệu rồi giờ anh bỏ cọc 20 triệu đi rồi em chờ nhà nó coi cho. Nhớ tiền xăng cà phê nó đi coi vậy. 20 triệu là có 20 nhà luôn triệu, hả? Dạ, 20 triệu rồi. 20 triệu là bằng tiền thuê rồi. Hay là mua. Mua. Đi mua. Mua hả? Dạ. Mua ở luôn. Không có giấy. Ừ, không có giấy. Ủa, nhà trước này là của ai? Dạ, của người ta. À, còn dạ. Nhà em là từ cái chỗ kia rồi. Dạ, đây nhà của ông bà ngoại đây nè. Cái đây ở đây là ông bà ngoại cho. Giờ đưa mình... giờ đưa 8 triệu đi, đưa 8 triệu cộng 12 triệu kia chẳng 20. Cộng giờ thì đâm bụng. Mình quê. Vừa dịch khổ quá thì đâm bụng hết sao. Khổ gì trời trời ông ngựa. Khổ quá trời khổ rồi. Ở đây là em ăn sạch thì không còn cái gì để ăn luôn, rau cải dừa rồi em ăn hết không còn gì luôn. Giờ đi hái rau hết đang á. Hái rau. Rồi đi hái rau xong có gặp có tôm tới, có tôm tới. Tôm tới. Về số có số. Con đã có số sướng đó bà con ha. Đi hái rau mà chỉ muốn ăn rau cuối cùng có tôm. Tự nhiên. Tự nhiên giận tôm sợ tôm gút nữa. Vậy chứ anh đi coi nhà thiệt luôn hả? Ừ, đi Bình Chánh này cái. Tại vì mấy đứa bếp rồi bây giờ nó về quận 7 rồi hết á, tập trung ở quận 7. Đi ngó ngó có khu trọ nào rẻ rẻ đó. Ở đây qua đó gần hả? Ừ, cho đây đi Nguyễn Linh. Ở đây Nguyễn Linh chạy qua quận 7 gần sạch luôn. Chạy thẳng đường rồi. À, thiệt luôn hả? Em nói thiệt. Còn bây giờ anh đưa thầy thôi sẵn em trả nợ anh luôn cũng được. Đưa 8 triệu rồi em bù vô thêm rồi. Rồi em đưa cho mấy con cò nó chạy thiệt. Vì sợ sợ 2-300 triệu chứ giờ có 8 triệu có gì đâu phải không? Lỡ có gì xui cũng đâu có gì đâu hết anh Sơn. 8 triệu là đặt cọc là kia là có 1 căn à đó phải không? Dạ. Thì nó đi coi thì được, nó coi chừng nào mình mua được thì thôi, nó lấy 20 triệu còn không được thì thôi. Trả lại. Không trả lại luôn, khi nào mua được thôi. Nó vẫn đi coi hoài cho nó. Dạ. Chứ giờ đưa tiền nó rồi nó đâu có trả lại được. Mà khoảng bao nhiêu mét? Nó lại nhiều nhiêu mét được á, bao nhiêu mét? Chưa biết à. Nhiều lắm. Mà em nói giờ vui gỡ nhà này khoảng cho hơn 100 mét á. Dạ đúng rồi, này kéo dài sao cũng khoảng 150 luôn á, 150 mét vuông luôn á. Mà ở đây do là nó vô người ta không có giấy, người ta mua sang tên được không á. Sang tên rồi ra xã người ta làm giấy công chứng gì đó rồi mình làm giấy tờ sao. Trời ơi. Cái dịch tao khổ quá. 20 triệu, 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu cũng bằng gần tỷ mà đặt xuống cọc có 20 triệu hết chứ. Ý là cọc giống như cọc cho mấy thằng cò nó đi nó giữ cho mình đó. À. Dạ. Chứ nào nhà biết sao nào được thì thôi đúng dạ. Không? Dạ. Nào mình mua được thôi à. Được thì cho nó thêm. Nhưng mà có trừ tao 12 triệu không? Thì ấy em trả em bù em trả luôn thì được. Đó, thế nào em cũng ăn cò không đó thì em được. Em ăn gì đâu. Làm gì ăn cò. Thì em bù luôn cho. Thì em trả sẵn trả anh sợ luôn. Sợ đúng quá thì cái nợ 12 triệu giờ đưa thêm 8 triệu nó nghi quá. Trời ơi, có giá giờ có 8 triệu bạc mà. Không lẽ giờ em nói em bù cho anh luôn thì nhưng mà nó hơi kỳ tại anh đang quay clip thì tự nhiên nói bù cho anh ship mà bù cho anh 8 triệu luôn nó kỳ chứ không gì chứ thôi. Không lẽ giờ cứ vừa bù luôn 8 triệu cho anh comment luôn. Trả mà 12 triệu luôn. Nói chuyện nghe cũng bùi tai mà không biết có không nữa. Trời ơi, nội này quá thiệt. Em nói thiệt. Ở đây người ta kêu bữa giờ tao kêu em hoài luôn tại vì dịch nè, người ta nhắn người ta cũng gái em đi tới lui đi trao quà đồ người ta tưởng đâu giàu lắm sao tao kêu kệ đi coi như mình đưa 8 triệu đi. Ờ, nếu mà là may mà phải không? Dạ. Rồi giờ đi chốt cho đi. Ừ, nguyên cọc luôn. Đâu cho mượn hết đi anh. Thôi 8 triệu đi nếu mà lỡ mà nó bùm mình coi như mình cũng coi như giúp đỡ coi như người khó khăn về dịch mà. Khó khăn mà. Dịch 4 5 6. Ủa sao tao đếm cái ngày vậy ta? 6 triệu à? 2 3 4 5 6 triệu. 6 triệu rưỡi à? 8 triệu. Giờ tao lá mà gọi là anh đưa liền.
chưa gửi. Đưa liền rồi cái tiếp. Gì nó báo. Nhưng mà em nói rồi nha, đưa này là đưa cho nó là khi nào mình chịu mua nhà thì mua, không mua là anh không chịu mua là anh đổi ý là nó cũng mất 20 triệu à. Coi coi như đặt cọc trước, coi như đặt cọc tới nhà trước. Nó đi coi giùm cho. Nó giỡn chứ sao mua nổi. Trời ơi. Thì thuê, bây giờ mình thuê. Đúng không, tiền thuê cũng như đó rồi, nó đặt cọc. Thôi kiếm giùm anh đi, kiếm khoảng chừng để đủ 10 phòng á. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà này mua được luôn phải không? Dạ. Thì không có nhiều người người ta mà bán người ta ví dụ không có tiền trả, tháng mình trả 100 triệu người ta cũng chịu nữa. Tại người ta cần tháng người ta xài có 10 triệu mà. Ta cần giống như khổ quá. Mua trả 10 tháng trả góp vậy luôn. Dạ, người ta trả về quê, người ta về quê người ta khổ quá rồi. Người khổ quá người ta bán nhà luôn á. Thiệt luôn á. Rồi. Thôi thì anh đi nha. Rồi. Vậy. Ok anh. Rồi nhớ nha, nhớ mà nhớ dạ. Là trừ chơi 12 mà trừ mình thêm 12 triệu của nó đó nha. Dạ buồn 12 triệu. Ừ em buồn 12 triệu đó nha. Dạ. Thôi chạy về. Đi về bỏ lại phim. Đi về bỏ lại phim. Tắt đi rồi cho anh 2 triệu nè. Nha. Dụ ổng chơi. Cắt khúc này nha, đừng có để. Trong nhà đâu có 1 tỷ là gì nhà có 1 tỷ. Về khỏe nha.